Tại sao vậy hả? Con ghét cha rồi. Tại sao sủa ghét cha? Hả? Con thương mẹ không có gieo. Sao thương mẹ mà không thương cha? Con mạnh với em này đi. Hả? Ngủ mẹ. Con ngủ với mẹ phải không? Cha ngủ với hai phải không? Hả? Rồi chui vô đó ở luôn phải không? Phải không? Tôi đi làm về tôi nhớ tôi thương mà tự nhiên ghét tôi làm sao? Hả? Ra đây coi. Ra đây. Rồi thôi giờ nè, cho xin lỗi. Cho xin lỗi sữa. Chào mẹ chú. Chúc bà cô chú nhiều sức khỏe chưa? Chúc mẹ chú nhiều sức khỏe. Quay qua nói đàng hoàng. Chúc mẹ chú nhiều sức khỏe. Tại sao giận cha nói cho nghe? Con không nấu đâu. Sao không nói? Con không nói cha đâu. Sao không nói cha? Hả? 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 Nghe mà con không có nói. Sao không nói? Để cho quỳ. Để cho ghẹo em. Cho cha vô. Không. Cho cha vô kẹt chứ cha nữa. Ây da, ôi cha đi chơi giả bộ, cha đi ra. Để chơi ghẹo em ơi. Bữa nay là một ngày ghẹo sữa. Kẹt chân cha. Cha. Sữa giận Khương vừa không mà cô chú chị ạ, à? Sữa giận à. Ừ, diện mỹ hương quá. Ây da. Sửa giận mà cô chú, tại vì Khương vừa đi làm về, đi làm sớm mà về trễ á. Sửa giận Khương vừa rồi. Mẹ hãy cho đi. Sao giận cha? Sao biết sửa giận cha dạ? Thôi cha xin lỗi. À da, cho vô cái coi. Mẹ lại con chơi không nè coi rồi. Cái gì? Bưng cái gì mà bưng? Cho mũi lại kìa. Cho mũi lại kìa. Cho mũi kìa. Mặt mày mũi không kìa. Ây da, ây da, ây da, kẹt tay ra nè. Kẹt tay ra nè. Kẹt tay. Mở cho ra. Thôi cho xin lỗi hai đứa mà. Thôi cho thương cho vô vô ơi. Cho vô với coi nè. Cho vô. Cho vô. Thôi mà đừng có giận cha. Cha. Đi đây mình đi. Thôi đừng giận cha mà. Cái gì vậy sủa? Hai đứa đừng giận cha mà. Chùi mũi đàng hoàng nè. Cha là mày ngon lắm à. Cha làm phiền cái gì? Nè. Thôi đừng có đá nè, cha làm phiền cái gì? Thôi nè mở cửa cho vô. Đừng như vậy. Ơi mở cửa pin, anh pin. Hai pin. Thôi. Dạ. Thôi mà hai đứa đừng như vậy mà. Cho chó đi, cho chó đi. Thôi đừng vậy. Thôi xin lỗi, xin lỗi. Thôi xin lỗi mà đừng có giận mà. Anh ơi, hai ba chị vô. Thôi làm gì vậy? Làm gì vậy? Rồi lên đây mày. Xích vô té vô nè. Thôi mà xin lỗi. Cho con sữa à. Em giận cao quá trời luôn đi. Hả? Em giận vậy hả? Tự nhiên giận tôi à. Tôi làm mấy nay khi vừa đi làm con xem trường nó đi sớm về trễ không mà con chú anh chị. Gọi hoài không được. Cho nên là Khương vừa nói 4 giờ về nó tới 6 giờ tối mới về. Cho nên là hai bạn nhỏ giận luôn rồi. Em có cách này nè. Cách nào? Nói nghe nè. Đây. Chết đi chết. Hãy cho giận nghe nè. Hai tụi mình. Cái gì? Thôi nè. Ủa anh hai chào bà cô chú một cái anh hai. Chào cô chú. Sửa chào bà cô chú. Giận cha giận chứ không phải chào chú. Bà chú. Mẹ giờ nó nghe nè. Sao? Cha
cái gì thôi đi ngoài ra dựng ngoài chơi mẹ của mẹ rùm lắm cái gì món ăn thôi mà thiệt tay ấy da kẹt chân thiệt dạ chân cho thiệt rồi đau đau chân cho nè kẹt thiệt á vì các bạn biết ngay à đau chân cho nghe em sữa thôi mà xin lỗi mà thôi đừng có giận dai vậy mà dạ kẹt chân em ấy rồi thôi mà đừng có vậy dạ vậy cho đúng rồi cho xin lỗi rồi nhốt cả chồng luôn nhốt sữa chồng luôn khóa cửa là ông không biết đường mở cửa nè thôi đừng giận cha mà xin lỗi lớn rồi đâu phải còn nhỏ nữa đâu mà giỡn trò chơi nít nữa nè nghe không nghe cho nói không thôi nè cho xin lỗi nè cha ghi hình chương trình coi xong bị giường rồi hai bạn có qua coi ủng hộ cha không dạ có dạ có chưa mẹ chưa còn giận cha không dạ con còn hả được nhiều không nhiều lắm nhiều một trăm một chục hay là một ngàn lần mới hết giận khi nào mới hết giận mười mốt hả mười mốt mới hết giận giờ không giận nhiều đâu là sao cuối cùng là sao giờ không có giận nhiều phải không nay giận ít thôi đó mà mốt tuyệt đối là con không có quay nha là sao tuyệt đối không quay nữa đúng không thầy mười mốt không quay nữa không quay với cha nữa hả mười mốt con cấm quay con ở nhà chứ không đi đeo đâu thôi xin lỗi mà tại vì mấy bữa nay mười mốt mới về mười mốt đó là mẹ đi ở xa lắm đó mấy bữa nay cha bận mười mốt như là mẹ đi xa con bộ mẹ rồi cha đi làm với mẹ đi đâu đà đi đâu mà muốn mẹ mới về thì mẹ muốn cho em đi về con sẽ không chưa. Con sẽ gọi mẹ con không gọi cho buổi trưa cho rước con đi theo cha được mai sáng 7 giờ cho đi ghi hình rồi buổi trưa cho rước cho kêu rồi rước con rồi dạ ủa đi đâu ủa mà anh hai đi đâu anh hai đi đâu 9 giờ 10 giờ con quan coi được không mai cho ghi hình chương trình ngôi sao miệt vườn á mai sửa nhà nghỉ mấy giờ cho ghi hình mai anh hai cũng nghỉ qua coi cho ghi hình mai sẽ đi học mà tầm 10 giờ cho ghi hình không mai nghỉ mai thứ hai tôi đi học nghỉ hai ngày mẹ không nên dỗ mẹ đi rồi tin rồi anh hai tin mai á mai là em nghỉ học tại vì cô học chính trị á cho nên sửa nghỉ hai ngày mà mai cho ghi hình ngôi sao miệt vườn á rồi mai con trai qua coi nha. 9-10 giờ. Từ 9-10 giờ con nghĩ là tầm 11-12 giờ. Trễ quá vậy thì cha ghi hình rồi con nào con có thời gian con quan coi. Nè ngồi xuống đây. Rồi sao hỏi mẹ sao rồi? Chứ 9-10 giờ là con vẫn còn ăn á. Hỏi mẹ sao rồi? Sữa. Mẹ nó làm cái tư đi học cha. Con ngồi 9-10 giờ con qua coi. Tới 1-2 giờ kìa. Rồi sữa anh sao? Thôi chín đúng. Đúng 9 giờ qua coi, 1 rưỡi về. Sửa coi không, mai có bác Châu Thanh, có cô Ngọc Huyền với lại bác Minh Nhí nữa nè. Hả? Y như năm hồi đó mình đi coi á. Lâu rồi chưa coi. Chỗ nào? Quay qua đây nói chuyện đàng hoàng dạ coi. Con muốn ở chỗ cà phê vườn đá. Rồi xin lỗi cha. Thì mai cho ghi hình ngay chỗ mà tụi con hay chơi trò chơi hồi đó, trò chơi thiếu nhi đó. Ở đó có nước cà phê, nhiều ép nước ép dưa hấu. Vậy hả? Ở đó còn không có nước ép dầu luôn. Không có sinh tố dầu, không có gì uống. Tại giờ cha rồi. tháng này cha bận cho làm chương trình nó gấp rút á, cho nên cha đi sớm về trễ. Uống nước ngọt ngọt ngay không ngon, muốn gụng găng luôn. Nó găng sữa gụng hết rồi đó. Cho nên cha xin lỗi, nghe không? Ủa đâu cha giống chết, ở đâu không có nước cây cây hay nước suối gì?
Thì gì có gì cho mua cho. Thôi cho xin lỗi nè, hết giận cho đi. Thấy không? Còn giận không? Còn. Dạ còn. Dạ còn. Anh nghe con giận không? Còn giận nhiều đó, cái cục giận nó bao lớn đâu cả. Cái cục giận bao lớn là chỉ nha coi. Mai mốt là con nói là không quay nữa nha. Ừ. Không quay nữa rồi cái kênh sao. Cho ông bà cô chú anh chị không thương luôn. Cái kênh nó bỏ hả? Sửa về sửa giận Phương Dừa ông bà cô chú anh chị. Mà Phương Dừa nói với trà sữa với lại Thúy Dĩnh là ủa sao hai đứa con nhà không quay clip? Tại vì ông bà cô chú anh chị thương hai con. Mà cha bận đi làm cha đâu có quay được đâu. 5 triệu nữa con. Cha được thêm 5 triệu sub nữa, còn mình thì mình sắp được nút vàng rồi. Ờ được nửa nút vàng rồi đó, ông bà cô chú chị thương vậy đó, mà không chịu quay clip là sao? Nó chứ giận em mấy giận rồi, mà cô chú nhỉ. Giận Phương Dừa. Ta con không giận nữa nha, mai mốt là tuyệt đối. Không sao? Quay á. Không có chỉ tay vậy xin thì lỗi. Không quay á thì nay đặt lấy kênh đó là thấy dính trên nồ. Xin lỗi cha. Tại có sữa trọng á. Cho nên là cha mới ở thành kênh Phương Dừa con á, mấy cha cho giữ kênh Thế Vĩnh Channel cho cũng hay đó. Rồi đó là Thế Vĩnh Channel đó. Thế Vĩnh Channel cái gì? Kênh của hai. Là kênh anh hai. Là kênh của Hai Vĩnh. Rồi nè, bây giờ là ngày mai mẹ đi làm. Trời sáng cho anh 7 giờ cho qua bển rồi. Thì tầm mấy giờ tụi con dậy ăn sáng rồi, dạ. Rồi ông ngoại chở tụi con qua đó coi nha. Chừng nào ăn xong qua liền. Ha. Nghe không? Ba sợi bỏ bàn bi ở nhà buồn. Bỏ ai? Bỏ Phương Bi. Bỏ Phương Bi hả? Qua bển. Qua bển con sẽ được gặp bác Châu Thanh, gặp cô dâu Ngọc Huyền nè, gặp bác Minh Nhí nói chuyện, rồi có nhiều bà cô chú anh chị dễ thương lắm. Không biết rồi nữa. Mà con muốn chi chơi. Con xuống dưới con cũng muốn chơi bằng bi da. Dạ, trọng nào. Ai nói? Một chiếu. Không có bi da trọng. Ai nói? Bằng bi da. Bằng bi da. Người ta là pizza. Pizza bà ơi. Bạn pizza, còn bạn pizza là cái bạn nó hình pizza. Bánh pizza. Pizza. Rồi ngày mai qua qua ghi hình nha, coi ghi hình nha. Đừng có giận nữa nghe không? Nè, thôi đừng giận cha nè. Hôm nay con thề đó, mà mốt được đó con không. Không có chỉ tay. Đau. Sao? Nói đi. Hôm nay làm sao? Mai mốt là ông bà chưa chứ không được quay nữa nha. Con không quay nữa đâu. Quay hoài kiến. Không quay nữa, cha đập lại cái kênh luôn này. Kênh nó vậy này. Quay hoài kiến lắm. Vậy hả? Ý sữa là quay hoài vòng vòng trong nhà không mà cô chú anh chị. Không có gì thú vị á, sữa muốn con Dừa. Ê mai đi xuống chỗ sao mày vừa quay được không? Đây đi đó quay. Không được. Dạ không được, nói chuyện anh hai phải dạ. Con chỉ muốn clip này mà cha không nghĩ con. Clip nào? Tại giờ tự đặt kịch bản. Kịch bản sao có hay bằng cha đâu. Ủa cha sữa là diễn viên. Cha sữa. Cha là đạo diễn. Cha nhận cha là đạo ai sữa cha hay sữa là đạo diễn. Cha đạo diễn, cha sẽ có kinh nghiệm làm bản cho hai dân sữa. Có khi là hai gấp 10 sữa. Tại sữa lâu á, tại vì ai xin nghe cha. Tại ông bà nội. Tại vì cha không muốn sữa buồn cho nên là lúc nào á sữa làm kịch bản cho cũng nói thường hay á. Chứ không mấy là cha không đựng là cha nói là không hay rồi đó. Sao vậy? Cha hương sữa, cha sợ buồn á. Anh hai nói chuyện hay nè. Nói chuyện gì vậy? Hả? Nè. Sao? Nè, mẹ không chỉ cho. Anh hai không phải. Nè, thấy con này đi. Dạ anh hai sữa hay là cha hay hơn? Sữa hay cha giỏi hơn? Nghe anh hai nói chuyện không? Đây hồi giờ không tin thì thôi. Cha là đạo diễn. Sao mình nghĩ cha làm cái này được như năm cha? Cha làm chương trình có mười mấy năm rồi. Cha làm mười mấy năm rồi đó. Là từ lúc mà anh hai chưa sinh ra. Nay đi anh lập cái chỗ bán cô kia bán bánh bò con heo hả? Con chỉ mua một bịch vani thôi, tại vì sợ ăn cũng hết á. Rồi cô tặng thêm hai bịch cô Mai nữa. Cảm ơn cô chưa? Dạ, cảm ơn cô rồi. Ăn ngập bụng luôn. Sữa có cảm ơn cô không? Dạ.
với lại còn cái nữa cô chàm vô trọng á, đặc biệt là Tini không cho đem vô chồng biết rồi. Vô trọng á chị hai nói á, đói á mà không có đồ ăn ăn mua sợ tốn tiền á, cái gì ấp mở cặp nha liền. Trời ơi thôi không được như vậy nha con. Dạ. Thấy không, vậy là không tốt á, giống như đói quá không chịu nổi á mà con đâu ăn đâu. Con có ăn thầy chỉ dẫn chứ con không ăn. Thôi đi sơ ăn hai ba cục luôn á, xin không ăn. Tại chỗ người ta không cho đem mặn đồ ăn vô thì mình phải lịch sự mà. Không phải, tại người ta cho đem bỏ vô cặp đem vô mà nó là về mới được ăn. Mà kiểu như đói quá không chịu nổi mà. Không ăn thì người ta không cho đem vô để người ta bán đồ của người ta trong đó. Một bịch bánh nhỏ xíu à, 15 ngàn á. Nhỏ xíu à. Nó nghe nè cha. Mèo ăn bán đồ mắc lắm. Có nói nghe nè, không ăn thì xỉu đó. Cho nên là mình phải ăn uống đầy đủ, ăn bánh cũng được, ăn mọi thứ vô. Mình không ăn thì mình xỉu đó, cô không cho thì mình cũng không được ăn. Về nhà khi nào mình đói quá thì mình có thể đợi lâu tí nữa thì mình có thể ra ngoài mình có thể ăn rồi. Tại mình đói, nếu như mà mình đói bụng quá mình không đợi được nên là mình có thể thay đổi thêm bài thuốc nữa, hay là nếu như mình đói dĩ thì mình phải kêu ba mẹ ơi đi về đi chứ không đói lắm luôn á, ở đây không cho ăn. Thì nói đi về đi, sợ tốn tiền ba mẹ mua bánh cho mình, hay là đi tìm đi quên có mấy cái chơi mà có thể hay là tiền nó sợ ba mẹ tốn nên là mình phải tiết kiệm, mình đừng có chơi nữa, giờ mình đi về mình ngủ. Rồi nói nghe nè, nãy giờ là khóc nè, rồi xua đuổi cha nè, nên có lỗi nè, cho nên là xin lỗi cha nè. Xin lỗi cha. Ba cô chú nãy giờ nó không quay clip một chú chị giận á. Xin lỗi mà chị chú. Rồi bây giờ thôi chào tạm biệt ba cô chú, mình ngủ. Dạ, rồi mai đi cha chú đi làm chương trình, rồi mai sửa với anh hai qua phụ cha qua coi ha. Dạ. Rồi sửa chào tạm biệt ba cô chú nè. Cảm ơn ba chú. Dạ rồi, cảm ơn quý bà cô chú đã theo dõi video cưng dược con ạ. Kính chúc tất cả quý bà cô chú nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại ạ.